một phút của anh. Họ sẽ là ghi điểm trước rồi nó sẽ giành chiến thắng. Hai quân sĩ và cực kỳ cẩn trọng trong trận đấu này. Trận đấu khúc vàng. Vâng, và như vậy chúng tôi, chúng tôi nếu anh ai ghi điểm trước người sẽ giành chiến thắng. Bắt đầu. Em Red, em Phạm Di Hiếu, em Blue. Duy Hiếu gốc tay xanh. Trận đấu